Qua 4 tập đầu tiên của chương trình, các thí sinh đã có nhiều màn hóa thân đầy bất ngờ trên sân khấu. Và ở tuần này, ca sĩ thần tượng nào sẽ được hóa thân? Ngày anh với tôi như hình với bóng, biệt biệt một bóng đếm từng cơn gió đau. Chị khẳng định cái độ vang, cách phát âm, tất cả đều giống. Bên cạnh giọng hát, cái phong cách biểu diễn rất là giống thần tượng của mình. Bạn hát rất nghiêm túc mà người ta mắc cười dễ sợ luôn là tại vì nó giống quá. Thực sự là nó rất là đã, nghe sướng lắm. Và hãy chờ xem điều bất ngờ và thú vị nào đang chờ đợi trong tập này. Đại Nghĩa và Khả Như xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Ca sĩ Thần Tượng. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Và ngay hôm nay chúng ta sẽ gặp thêm 4 gương mặt ấn tượng qua 3 vòng thi tiếp theo nữa. Vòng đầu tiên là vòng gì, Khả Như có thể nhắc lại cho mọi người vòng nhớ đầu tiên không? Thì Khả Như xin được phép nhắc lại cho mọi người là vòng lộ diện. Và ở vòng này tất cả các thí sinh sẽ đứng ở khu vực bí ẩn và sẽ hát hòa chung giọng hát với một ca khúc. Cái điều đặc biệt đó là giấu mặt cho đến khi cái ca khúc đó hoàn thành, rồi sau đó thí sinh mới được lộ diện ra và chúng ta sẽ biết là thí sinh đã hóa thân ca sĩ nào. Đó chính là vòng thi lộ diện vòng đầu tiên. Vòng số 2 sẽ là vòng biến hóa. Lúc này thì từng thí sinh sẽ trình bày một ca khúc đơn và cũng phải bắt chước làm sao cho nó giống nhất với thần tượng từ giọng hát cho tới phong cách trình diễn. Và đến vòng thứ 3 là cái vòng quyết định, đó là vòng hòa thanh. 4 thí sinh sẽ là tách thành 2 cặp và có thể thể hiện những ca khúc mà song ca thật là hay. Đó là 3 vòng thi của chương trình Ca sĩ Thần Tượng và sau đó giám khảo của chúng tôi sẽ lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng trong cùng với chương trình. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón 4 vị giám khảo quen thuộc siêu đáng yêu của Ca sĩ Thần Tượng. Cặp đôi đầu tiên xin được giới thiệu giám khảo Trấn Thành cùng với ca sĩ Cẩm Ly. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Minh Tuyết và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và bây giờ xin mời tất cả 4 vị giám khảo chúng ta catwalk về vị trí của mình. Đẳng cấp sang chảnh nè. Và bây giờ thì Khả Như ơi, tiết mục đầu tiên của chúng ta sẽ là gì nè? Tiết mục của mình là gì nè? Tiết mục là gì thì mời quý vị hãy cùng xem nha. Đó là phần xuất hiện của 4 thí sinh đầu tiên trong một bài hát rất là quen thuộc và nổi tiếng. Đó là bài hát gì cũng xin được giữ bí mật cho đến phút chót. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh với tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ âu còn đâu nữa. Xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biệt biệt một bóng đếm từng cơn gió đau. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết. Như người yêu
thi về đâu để mưa răng mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ăn tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Thuở ấy chúng ta chung một mái trường, xa xôi kỷ niệm áo trắng thời học sinh. Bôn ba tứ xứ người muôn nẻo, đường đời gặp lại nhiều buồn vui. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biệt biệt một bóng đếm từng cơn gió đau. Anh nhớ tôi mong răng mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa. Xin cảm ơn phần mở màn của bốn thí sinh. Không biết là giám khảo có nghe ra được các thí sinh của chúng ta đang thể hiện giọng hát của thần tượng nào anh, hay không? Em ngồi dưới đó, em thấy anh Trấn Thành, em hay để ý anh Thành lắm. Anh Thành mà mỗi lần mà ai mà hát mà vừa bụng ảnh, tại sao giống như anh dạy người ta hát gì đó. Tại sao đây bốn người em không để ý ai hết mà em để ý Thành? Không phải, tại vì anh Thành luôn luôn có một cái điểm nhấn lọt ra ngoài ban giám khảo. Ủa em nói cái gì, em mới nói gì hả anh Thành? Em nói gì sai sai? Ý em nói là giám khảo mình lố đó phải không? Không, cái đó là anh nói chứ không phải em nói. Anh dịch lại lời của em thôi đó. Khá nhiều nó nói rất bình thường, giờ anh dịch nó mới lố đó anh Nghĩa. Trời ơi trời, mà sao mà tự nhiên dùng một cái từ mà điểm nhấn lọt ra ngoài. Thiệt, nhìn anh nhấn cái gì mà lọt giám ra ngoài. Giám khảo người ta ngồi điềm tĩnh nè, chị Ly ngồi là nè, anh Hoàng Nhật Nam ngồi. Em tưởng Minh Tuyết chắc khép nết lại lắm à. Trời, chị Minh Tuyết thì tạm thời em chưa thấy là chị bỏ qua cái điểm nhấn của nhan sắc anh trong của em chị. Anh nói em nghe, Minh Tuyết là bữa nay bận một cái váy tè nên Minh Tuyết không tiện bung thôi. Dạ. Chứ Minh Tuyết từ nãy giờ là xém phóng lên trên kia đèn, cháo bông hung rồi đó. Dạ. À, tại sao ạ? Tại sao giám khảo lại hào hứng với phần thể hiện vừa rồi? Giám khảo đã nhận ra giọng hát của ca sĩ thần tượng nào? Hãy hỏi Tuyết. Hãy hỏi Tuyết. Tuyết ơi, Tuyết rơi đi Tuyết. Tuyết đã nhận ra cái người đầu tiên bận áo bông ấy là anh Ngọc Sơn. Cái người thứ hai cũng là anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà còn hai người này đó thì rất là phân vân, có chút chút Trấn Thành thì cảm nhận là chú Chế Linh đúng không? Chế Linh chút chút giống Trường Vũ. Không. Tại vì thế này nè, anh Trường Vũ cũng là đệ tử của chú Chế Linh. Đúng rồi. Dạ. Thì từ chú Chế Linh mà ra hết. Dạ. Nhưng mà với cái âm sắc của hai cái người này từ nãy giờ đó thì thật sự thì Thành thấy giống chú Chế Linh nhiều hơn. Ly thì lấy Trường Vũ đấy. Như vậy là bây giờ Trấn Thành cho rằng là chú Chế Linh. Linh. Chị Ly cho là Trường Vũ. Chị Vũ. Tuyết là Lưng Lửng. Linh Vũ. Dạ. Anh Hoàng Nhật Nam. Nghĩ mình rằng phá băng đi nè. Hai bạn kia là giống anh Ngọc Sơn là rõ ràng rồi ha. Dạ. Trong hai người còn lại thì thí sinh này á, là giống ca sĩ Trường Vũ hơn. Số 3 hay số 4? Số 4. Số 4. Số 4. À, giọng nghe nức nở mấy cái đoạn đó nó ướt ướt trong cổ thì rất là giống với anh Trường Vũ. Có thể bạn kia là Chế Linh.
À, như vậy là đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng bạn số 3 là Chê Linh, số 4 là Trường Vũ. À, tức là cũng đi nước đôi giống như Minh Tuyết vậy đó. Dạ, dạ. Vậy thì bây giờ Đại Nghĩa sẽ mời hai bạn ấy nói về cái nhân vật thần tượng mà các bạn đang hóa thân để chúng ta biết chính xác là ai nha. Bạn số 3, bạn đang hóa thân thành nhân vật ca sĩ thần tượng nào? Em thì thần tượng cả danh ca Chế Linh và danh ca Trường Vũ. Chính vì vậy mà cái cách hát của em thì nó mang cả hai cái màu sắc của cả chú Chế Linh và của cả danh ca Trường Vũ nữa. Một câu trả lời nó cũng bùng binh không kém. Thôi đúng rồi. Dạ. Cuối cùng là mình quẹo vô đường. Mình quẹo vô đi nè. Mình quẹo vô đại lộ nè. Với ca khúc này thì cả em và cả Võ Duy đều thể hiện với cái âm sắc giống như là ca sĩ Trường Vũ. Chị Tư dạ. Chính xác. Vậy mà mình cũng phải hỏi cái bạn số 4 đúng một chút. Đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều khi bạn số 3 nói giùm nhưng mà nói tôi quá bù rồi đúng không? Rồi bạn số 4, mời bạn ạ. Em thì hóa thân vào Trường Vũ. Thì hai anh em đã tập duyệt với nhau và hôm nay ra đây để biểu diễn, để thi. À, cảm ơn em. Đó chính là danh ca Trường Vũ. Bây giờ thì mời các vị giám khảo nhận xét về phần trình diễn của các thí sinh chúng tôi vừa rồi. Mời chị Minh Tuyết. Để mình nói về hai bạn số 3 và số 4 ha. Thực sự đối với Tuyết thì tôi thấy hai bạn hát không giống anh Vũ. Tại vì anh Vũ ảnh không có miết chữ nhiều như hai bạn miết. Và cái giọng anh Trường Vũ nó có cái chất nhựa nhựa, nó rõ ràng từng chữ. Còn chú thì nó lại tự sự từng chữ. Hai người khác nhau ở chỗ đó. Thì Tuyết lại không thấy các bạn có được cái điều đó. Và các bạn có vẻ là bẻ chữ nhiều hơn là anh Trường Vũ. Cho nên đối với Tuyết, Tuyết nghĩ rằng là hai bạn hát không giống anh Trường Vũ. Còn về hai bạn số 1 và số 2 thì bạn số 2 Tuyết nghe ra đôi lúc bạn có những câu hát nghe ra được là giống của anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà để mà nói là giống gần như là 99% thì Tuyết chọn bạn số 1. Bởi vì bạn số 1 có những cái âm phát ra và những cái câu ngưng cuối đuôi rất giống anh Ba Ngọc Sơn. Cảm ơn chị Minh Tuyết. Vậy thì bây giờ mời bạn số 1 giới thiệu một chút về mình cho mọi người biết nha. Dạ, em là Ngọc Khang. Hiện tại em cũng là đệ tử học trò của thầy Ngọc Sơn. Cũng tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bạn số 2, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trùng Vương. Và em cũng là học trò của thầy Ngọc Sơn. Một lò đi lò thi ra, một nhà. Lò đi ra. Anh Ba Hiển Linh. Mời giám khảo Cẩm Ly. Mình cũng đang muốn nói với bạn số 3 và số 4. Có nghĩa là mình chưa có giống lắm. Tức là mình phải nghiên cứu kỹ lại nếu mình được vào vòng trong. Ở anh số 4 thì mình hạn chế tí xíu là tại vì mình bị luyến lấy nó nặng nhiều quá. Tôi dùng từ là mình trao chuốt nhiều quá. Từng chữ thì nó lại không ra. Còn ở anh số 3, cái chất giọng của anh rất là hay, rất là dày, rất là trầm. Nhưng mà nó chưa ra những cái nét đặc trưng của cái người thần tượng của mình. Tại vì thường thường nghe một giọng người mình thấy giống hay không á, mình dựa vào những cái đặc trưng của giọng hát để mà nhận định. Nhưng mà đôi khi cái giọng nó không giống lắm, nhưng có những cái nét đặc trưng mình sẽ nghe ra người đó là ai. Rồi thì mình đi vào hai bạn là phiên bản của ca sĩ Ngọc Sơn trước đi ha. Thì trong hai bạn về phần giọng hát thì các nữ giám khảo đã nhận xét rồi. Thì ai cũng có ấn tượng về bạn số 1 đúng không? Ngoài ra bên cạnh giọng hát thì bạn còn thu hút bởi cái phong cách biểu diễn rất là giống thần tượng của mình nữa. Tức là anh Ba Ngọc Sơn dù hát những bài buồn hay là những bài tình cảm chậm thì anh Ba vẫn giống như người bên trong của anh vẫn rất là nhiều năng lượng. Cho nên anh vẫn không thể nào anh đứng im một chỗ, anh sẽ nhúc nhích và di chuyển nhẹ rồi tay của ảnh, đặc biệt là cái tay không thôi thể hiện những cái động tác cứ đưa lên đưa xuống thôi, nhưng mà cái động tác của ảnh đưa rất khác những ca sĩ khác nha, đưa rất là có vẻ ngây ngô hồn nhiên và đúng phong cách của ảnh, nó không phải là đưa điệu như này như kia và nó thể hiện ảnh nghĩ gì thì ảnh sẽ thể hiện vậy, anh không quan tâm cái phong cách của ai khác cả. Và bạn thứ nhất là vậy. Còn bạn số 2 thì anh thấy em còn hơi đứng đắn và đỉnh đạt quá. Anh nghĩ phong cách của em nó sẽ hơi sang trọng theo kiểu quý ông á. Còn hai bạn bên này thì anh ấn tượng với bạn số 4 hơn. Cái phong cách của em có tình cảm trong cái độ biểu diễn, mặc dù là chỉ đứng một chỗ thôi. Và theo như bạn số 3 đang nói đó, tức là em đang hát theo cái cảm thụ của em. Nhưng mà cái đề bài của chúng ta trong cái những vòng đầu này, chúng ta phải hát giống thần tượng trước đã. Thì anh rất mong muốn là những tiết mục sau mình sẽ giống hơn nữa. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mặc dù ba vị giám khảo vừa rồi đã nói rất nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng Trấn Thành vẫn còn rất nhiều điều để nói. Em nghĩ rằng anh Trấn Thành á, khi mà đến với anh Trấn Thành thì thí sinh sẽ được nhiều chiêu. Em tự phong cho anh là Thánh Chiêu. Và ngay bây giờ mời anh chia sẻ. Mời Thánh Chiêu chiếu các em đó đi.
Và đây, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Các bạn thân mến, đến với một cuộc thi như thế này, chúng ta một là phải phô diễn giọng hát hay giống với thần tượng của mình. Hai là nếu như trời sinh ra cái giọng mình không giống với thần tượng thì ít ra như chị Ly nói là các bạn phải tìm được cái đặc điểm thú vị, đặc trưng của giọng hát đó để gây cười. Cái đó tôi nói nghiêm túc. Đến một cuộc thi như thế này các bạn phải làm sao cho người ta bật cười vì trời ơi giống quá, thể hiện cái điều này thú vị quá. Thì anh Ngọc Sơn với lại anh Trường Vũ có những đặc điểm gì? Tôi nói ví dụ, đầu tiên nói về anh Ngọc Sơn. Anh Ba Ngọc Sơn thì bạn Tàm hầu như là hoàn hảo từ động tác tới những cái ngân. Đặc điểm của giọng hát Ngọc Sơn là vang. Nếu các bạn hát không có khoảng vang thì không phải là Ngọc Sơn. Và hát phải ngắt chữ ra. Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Rung 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 nhiều lên, vang nhiều lên và ngắt chữ nhiều ra thì đó mới là Ngọc Sơn. Và tay chân đúng như năm nó luôn rất hồn nhiên, đưa ra chúm lợi thục thò. Thí dụ em đang hát xuống hít đất càng tốt. Đó là Ngọc Sơn, ok? Lâu lâu hát xong gồng khoe chuột nữa. Đó. Đố em câu cửa miệng của anh Ba là câu gì? Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Đó. Ok. Nói y chang vọng luôn. Giọng rất giống. Bé. Nói y chang cái xương luôn. Đó các bạn thấy không? Để ý thần tượng là phải như vậy, làm khán giả phân vân. Thì dĩ nhiên hai anh số 3, số 4 thấy là mình đã hơi có vấn đề. Thật ra chú Chí Linh với anh Trường Vũ mặc dù cùng một phong cách nhưng hai trường phái đã khác nhau. Ví dụ chú Chí Linh là giọng nhựa đại chữ mà hát. Ví dụ như là này là áo len, bao nhiêu đêm qua anh ngồi anh đen. Cái giọng hát của chú giống như là caramel mà mình đốt nóng chảy ra vậy đó. Nhưng anh Trường Vũ, thí dụ như ăn caramel xong anh Trường Vũ lại là cái đời sau thì anh hay ở. Cái gì anh? Ờ em, đặc điểm của Trường Vũ là ở. Mà ra là Trường Vũ nè, đầu tiên nè, mặt nè, phải vậy nè. Cũng giống như buồn ngủ. Ngơ ngác giữa trời đời. Mặt như mới bị ai bỏ vậy đó. Mặt cúi xuống, xuống. Trường Vũ là cúi xuống, ngước lên, mặt như mất số gạo. Kiếp nghèo mà, kiếp nghèo mà. Đó, Trường Vũ là con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề hồn sừng tai thì... Không phải có cái ở đâu đó, dứt khoát phải ngắt chữ ra thì mới là Trường Vũ. Những cái đặc điểm đó là chiêu, các bạn phải để ý. Cảm ơn tất cả ý kiến từ các vị giám khảo và mong rằng các bạn thí sinh sẽ ghi nhớ những điều mà giám khảo vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Riêng bạn số 3 là có ghi nhớ lời giám khảo Trấn Thành nhưng mà giảm bớt khoảng 50% cái đoạn ở nha. Đúng rồi, anh Trấn Thành anh giới thiệu anh ví dụ như vậy nhưng mà qua cái sự mà nó hơi ấn tượng hơn tí xíu để mà có thể là các bạn có thể nhớ được và ghi nhận nó rõ hơn thôi. Nhưng mà thật sự thì khi anh Trấn Thành chia sẻ thì bớt lại 50%, đó là ý kiến của anh Hoàng Nhật Nam chính xác ạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn các vị giám khảo một lần nữa. Và vòng thi thứ hai của chúng ta có tên là Biến hóa. Mình xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trùng Vương, đến từ Đồng Tháp. Công việc hiện tại của mình là ca sĩ tự do. Và trong gia đình của mình thì không có ai là làm nghệ thuật hết, chỉ có mình thôi. Tại vì mình có đam mê ca hát từ nhỏ. Và đặc biệt là mình đam mê thần tượng của mình, đó là danh ca, ca sĩ Ngọc Sơn. Mình đã thần tượng ca sĩ Ngọc Sơn từ lúc bé. Năm đó thì mình còn nhớ là Ngọc Sơn có về quê mình hát. Mình có xin ba mẹ đi xem nhưng mà ba mẹ không cho. Thì mình cũng rưng nước mắt, cũng nằm ở nhà buồn khóc mà không biết làm gì. Nhưng mà vô tình tổ nghiệp gieo duyên sao mà vô tình sau này mình đã là học trò của thầy danh ca Ngọc Sơn. Một cái điều đó rất là không biết nói sao. Tức là mừng vô kể luôn. Thầy là động lực cho mình để mà tiến tới những cái sự nghiệp ca hát sau này của mình. Và trong tập này của ca sĩ thần tượng mùa thứ nhất, Trùng Vương xin gửi đến quý vị một sáng tác của thầy danh ca Ngọc Sơn. Và bài hát này mình sẽ dành tặng cho người vợ của mình. Bài hát tựa đề Biết nói gì đây. Vợ ơi, anh thương vợ nhiều lắm. Vợ hãy nghe bài hát anh hát. Và vợ hãy cảm nhận trong lời bài hát đó những lời anh muốn nói với vợ. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng anh mới hết đắm say yêu nàng. Mong rằng vợ xem và vợ hãy hiểu. Anh sẽ hát dành cho em. Mong quý vị đón xem và ủng hộ. Thank you.
còn tim tha thiết chân thành. Muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rồi anh lại lặng câm. Đêm ngày thương nhớ âm thầm, biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi. Người tôi yêu thương nhận trên đời, người yêu của tôi thật thà, không mơ cao sang lụa là, không mang phú thì đèn hoa. Đổ ai, đổ ai quét sạch lá rừng, để ta thuyền gió, gió đừng dùng cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới say yêu nàng. Biết nói gì đây hỡi người yêu ơi, nhìn trăng khuya xa khuất trăng trời. Đêm nay trăng đêm một mình, viết lên câu ca trữ tình chân thành anh gửi về em. Gió, gió đường dùng cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới hết đắm say yêu nàng. Biết nói gì đây hỡi người yêu ơi, nhìn trăng khuya xa khuất trăng trời. Đêm nay trăng đêm một mình, viết lên câu ca trữ tình chân thành anh gửi về Trung Vương vừa mới thể hiện một sáng tác của chính danh ca Ngọc Sơn, Biết Nói Gì Đây. Em ơi, thấy hát cái bài này say đắm quá, truyền cảm quá, dạt dào cảm xúc quá. Thật sự là em theo cái nghề này là vợ em không có ủng hộ cho mấy, tại vì bản thân mình không có điều kiện này nọ. Hiện tại bây giờ mình có là ca sĩ tự do, nhưng mà vừa làm vừa đi hát. Cũng hai vợ chồng cũng đang đi làm hàng ngày để mà kiếm sống qua ngày. Còn riêng em là đi làm để mà nuôi cái nghề hát, nuôi cái nghề em đã chọn. Chứ gần rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn, nhưng em vẫn chọn. Biết nói gì đây với bà xã, bây giờ chỉ cần nghe anh hát thôi thì em hiểu được cái niềm đam mê đó của anh nó như thế nào, thông cảm cho anh, hiểu cho công việc của anh. Có phải ý em là vậy không? Dạ đúng ạ. Rồi nhắn nhủ với bà xã Trùng Vương luôn nghe. Hát hay quá, để cho chồng đi hát, đừng có ngăn cản gì hết trơn, trời em nghe. Rồi bây giờ chúng ta thêm một cái lời động viên từ ban giám khảo đi, anh Trấn Thành. Thật sự là thế này nè bạn à, lại kể một cái câu chuyện rất là cũ ha. Tôi hỏi một cái cô phụ công, cô lọt vào top 4 của một cuộc thi rất lớn về nhảy múa. Tôi nói là bạn ơi, sao bạn không đi vô mấy vũ đoàn bạn nhảy á, để bạn kiếm thêm thu nhập. Bạn ấy trả lời tôi một câu như thế này: dạ thưa anh Thành, thật sự ra với em, biết đủ thì nó sẽ là đủ. Tại vì không bao nhiêu là đủ hết, chỉ cần mình biết đủ thì nó là đủ. Thì cũng như câu chuyện của bạn, có thể là cái công việc này đối với bạn nó cực kỳ khó khăn, nó cực kỳ gian truân, nó làm cho mình đôi khi mình cảm thấy không công bằng. Tại sao mình cố gắng hết sức rồi mình cũng như người ta mà mình không được ghi nhận? Tôi nghĩ là đó là lý do mà có rất nhiều người phụ huynh hay ngăn cản con mình theo con đường nghệ thuật. Nhưng thực sự ra những người đi vào nghệ thuật á mà người ta không có được thành danh, nó có vài trường hợp sau đây. Một
là do may mắn không có đến với người ta. Hai là do quá trình người ta làm việc và cống hiến cho khán giả có một cái điều gì đó người ta chưa nắm được cái bí quyết để lấy được trái tim của khán giả. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là tất cả những người đó họ đều có chung một cái điều, đó là họ say mê với công việc họ làm và họ cảm thấy là cuộc sống họ có ý nghĩa khi họ làm cái việc đó. Tôi nghĩ là cuộc sống của bạn á, cái cuộc đời này mình sống không có bị lãng phí, đúng không? Nó có ý nghĩa mà. Đó là một sự đôi điều chia sẻ từ giám khảo Trấn Thành liên quan đến câu chuyện của Trùng Vương. Thế còn về tiết mục này thì Trấn Thành nghĩ sao? Lần này bạn xuất sắc hơn Thành nghĩ nhiều, tốt hơn cái bài mà hát tứ ca rất nhiều luôn. Lần này là bạn hát từ những câu đầu thôi là khán giả, thậm chí giám khảo quay qua trầm trồ với nhau, rồi giống rồi, giống rồi, mà giống lắm luôn chứ không phải giống bình thường. Thành chỉ nhắc bạn về độ tập trung thôi. Bạn cực kỳ tốt với những đoạn đầu, cái càng ngày càng sau bạn thả lỏng ra, cái bạn quay về bản thân của mình, bạn hiểu không? Tập trung và cho đến phút cuối cùng, cái câu cuối cùng là cái câu mà dứt nọc để khán giả vỗ tay, thì làm sao cho cái câu cuối cùng nó phải đậm đà. Đó là một trong những cái cách mà tôi nói bạn là phải đắc nhân tâm, phải làm sao có chìa khóa cho bản thân của mình bạn nha. Hồi nãy cái đầu tiên mà bạn bước ra đó là Tuyết cười liền, Tuyết nhìn anh Nam, Tuyết cười liền là cái sự vẫy tay của đặc trưng của anh Ngọc Sơn. Phải không? Wow, thân thiện. Wow, thân thiện. Nhưng mà bạn thiếu một chút xíu này nè, nếu mà bạn lọt vào vòng trong, bạn phải để ý cái mặt anh Sơn á, nó nhìn nè. Cái mặt ảnh vậy đó, đã vào vai nhân vật rồi thì phải vào cho tới cùng. Cái điều đó là cái điều đầu tiên. Còn về đối với lại cái phần thi vừa rồi của bạn đó thì bạn hát tốt hơn cái vòng đầu rất nhiều. Cái vòng đầu chị Cẩm Ly nói rằng bạn phải hát được những cái đặc trưng, cái cách phát âm, cái cách nhả chữ, cái cách ngân của cái người thần tượng của mình, thì vòng này bạn đã làm được điều đó. Nhưng có một điều là bạn phải giữ cái cột hơi của mình cho chắc, bởi vì muốn hát giống anh Ngọc Sơn á, vừa ngọt vừa vang mà không bị hụt hơi không phải là một điều dễ dàng. Bởi vậy mới chỉ có một Ngọc Sơn mà thôi. Cho nên bạn muốn làm được điều đó thì bạn phải tập cái cột hơi của bạn thật là chắc và khỏe, để những cái nốt thấp lẫn những cái nốt cao và những cái nốt bỏ nhỏ bạn phải hát để người ta nghe được, thì nó mới đủ tiêu chuẩn giống thần tượng Ngọc Sơn của mình. Chúc mừng bạn. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Cảm ơn thí sinh Trùng Vương và hy vọng là vòng sau mình chinh phục được ban giám khảo nha. Chúc mừng bạn, cố lên nha. Dạ. Xin chào các bạn, mình tên là Vũ Thanh Duy, nghệ danh của mình là Võ Duy, mình đến từ Hà Nội. Công việc chính của mình hiện tại, mình là dược sĩ, mình hiện tại đang làm chủ một doanh nghiệp nhỏ kinh doanh về dược phẩm. Mình đến với cuộc thi này, mình mong muốn của mình là được giao lưu với các bạn thí sinh trên toàn quốc, có cùng đam mê, cùng sở thích với mình về anh Trường Vũ. Mình thì thần tượng anh Trường Vũ từ hồi còn bé. Những ca khúc của anh Trường Vũ làm cho mình cảm thấy mình được thư thái trong những cái thời gian mình nghỉ ngơi, và mình rất hay nghe anh Trường Vũ. Trong tập này mình sẽ hát 3 bài, trong đó có một bài mình hát đơn ca là bài Đoạn Thái Bút. Bài này của anh Trường Vũ thể hiện rất thành công, cho nên là mình cũng rất thích bài này và rất đúng với tâm trạng của mình mỗi lần mình hát. Cho nên là mình cảm thấy mình hát bài này rất là giống anh Trường Vũ, cho nên mình chọn bài này. Cái cảm giác mà chuẩn bị mà được bước lên một cái sân khấu lớn như chương trình này, Duy rất là hồi hộp, nhưng mà Duy đang sẵn sàng để bước lên sân khấu để gửi tặng những ca khúc Duy thích về anh Trường Vũ tới các bạn. Mong các bạn ủng hộ cho Duy. Rồi em nhé, đường em tu tu, đừng về quên gác tròn để mặc tôi vơi đòi. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bồi xoa
hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm men cay tâm đêm cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân ơi chờ xin xa nhân tình. Tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không giấc buồn riêng ai chẳng phai, lời nào không chốt trái tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em nhưng tiếng buồn tơ duyên tầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Tôi không giận em nhưng tiếng buồn tơ duyên tầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Thưa các bạn, đó là đoạn tái bút với tiếng hát của Võ Duy. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chắc là nhận xét về phần giọng hát thì sẽ để cho các ban giám khảo còn lại nhận xét ha. Còn anh chỉ nhận xét về cái phong thái của em ha, cái cách trình diễn. Em thì anh nghĩ chắc là em sẽ đẹp trai hơn anh Trường Vũ. Theo cảm quan của anh, phong độ hơn, rồi có da có thịt hơn anh Trường Vũ. Mặt cũng rất là... Alo anh Vũ hả? Alo, dạ anh Vũ hả? Ừ, có người nói xấu không? Thành ơi, cho anh nói hết đi chứ. Dạ. Em gọi vậy rồi, lát nữa anh alo anh sao? Anh Vũ điện lợi nè, hát cái gì anh? Dạ, nãy em lộn máy nha anh. Dạ. Trời, em không ngờ luôn á anh Thành ơi. Anh Nam mình tiếp tục đi anh. Rồi anh sẽ tiếp tục, Thành đừng gọi nữa nha. Cắt điện thoại okay. Đi nha anh. Bây giờ anh chỉ có khen thôi. Anh rất là thích những cái đầu tiên á, là em, cái động tác tay của em rất là hiệu quả. Em ôm bụng, có một cái đoạn ôm bụng và nhắm mắt, nghiền mắt để mà bắt đầu thả những cái câu hát của mình á, thì anh thấy là bắt đầu gần giống rồi. Dạ, đói bụng á, dạ. Cái đoạn đói bụng á, cái đó đặc trưng của anh Vũ đó. Cái đó đặc trưng của anh Vũ có rồi. Dạ. Lúc mà hát á là có mấy cái đoạn mà nghiến cái câu, cái sau đó là có lắc đầu qua rồi nghiêng hẳn sang một bên đó, và cái đoạn đó em cũng là dùng cho cái đoạn kết. Anh thấy là cũng khá là hiệu quả khi mà hóa thân thành cái nhân vật, nó có một số cái động tác khá là giống với thần tượng của mình. Còn một điểm nữa, giá như là em tiếp thu lời của anh Trấn Thành từ đầu á, em đừng có đứng standby ngay từ đầu, mà em vẫn bước ra từ phía bên cánh gà đó, bước ra và với cái thần thái là nhìn trời nhìn đất rồi ngơ ngác á, như mất sổ gạo như anh Thành, thì anh nghĩ là cái phần trình diễn của em vừa rồi nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Duy hát có những cái giống như Ly nói, những cái đặc trưng á, anh Nam dùng từ là nghiến, còn cái này kêu là ở đây mình kêu là nghẹn đi ha, có nghĩa là mình bị hơi trào ngược dạ dày hơi bị nhiều. Trời ơi, bả lên tới trào ngược dạ dày luôn. Nói cho vui như thế, tức là nói Duy để Duy rút kinh nghiệm. Có nghĩa là những cái đó là những cái đặc trưng, nhưng mà chú ý không quá lạm dụng. Tức là anh Vũ anh hát nhưng mà nó cho một câu, nhiều khi nó có một hai từ thôi, chứ không phải là mình sử dụng hết cả nguyên các từ trong một câu của mình luôn, thì thành ra nó sẽ vỡ cái bài mình ra. Tức là chỗ nào mình cũng nghẹn hết. Và có lẽ như là cái âm thì vẫn nghe ra Trường Vũ, nhưng mình hát cái cách nhả chữ ô quá, nó vòm quá, khẩu hình vòm quá, tức là có vẻ như là Duy cố gắng để mà làm cho nên nó cảm thấy nó hơi bị quá một xíu. Mình tiết chế lại tí xíu là nó sẽ đỡ hơn. Chúc mừng Duy. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Bạn hát thẳng hơn một tí, hát cái chữ nó thẳng hơn một tí là ra. Hát thẳng làm sao? Trấn Thành dòng thì phạm như đi. Nhắc rồi, Trấn Thành 50 thôi, nghe thôi. Để 50 ông thôi, ông này ông đẩy lên tới 150. Cho bạn hát lại một câu thử đi, bạn hát lại một câu đi, tôi chỉnh bạn liền, bạn sẽ thấy nó khác biệt liền nè. Bạn hát bất cứ câu là tôi không giận em nhưng tiếc buồn tớ duyên. Nè, cái chữ buồn là âm vòm, nhưng tiếc buồn tớ duyên. Buồn bình thường, chữ buồn bình thường đừng có buồn là của chú Chí Linh. Có những cái nó khác biệt nhỏ nhỏ gì thôi đó.
Cảm ơn Trấn Thành và chúc mừng Võ Duy đã hoàn thành phần thi của mình nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ lại đến với hình ảnh của ca sĩ Trường Vũ qua phần thể hiện của bạn Việt Quân, một sáng tác của Thái Hoàng, Xua Đi Huyền Thoại. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngô Văn Quân. Nghệ danh đi hát của mình là Việt Quân. Mình đến từ một tỉnh rất là xa thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là tỉnh Cao Bằng. Hiện nay thì mình đã có vợ. Bà xã mình thì là biên đạo múa tại đoàn nghệ thuật của tỉnh Cao Bằng. Bản thân mình thì hiện nay đang là giám đốc kinh doanh cho một công ty chuyên về âm thanh ánh sáng tại Hà Nội. Những lúc rảnh rỗi thì mình vẫn thường đi hát, đi MC. Trước đây thì mình có học thanh nhạc tại trường nghệ thuật quân đội. Dòng nhạc mà mình được học tại trường là dòng nhạc thính phòng. Mình cũng đã có những thời gian công tác tại một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên là đến năm 2013 thì gia đình nhà mình có gặp một biến cố về vấn đề tài chính. Chính vì vậy mà tất cả thời gian mình phải dành cho công việc kinh doanh để củng cố lại vấn đề kinh tế của gia đình. Và cũng chính từ đó thì anh lên sân khấu đã phải rời xa mình. Đến bây giờ thì mọi thứ trở nên ổn hơn và mình đã quyết định trở lại. Và lần trở lại này có một điều rất là thú vị và đặc biệt, mình sẽ hát dòng nhạc mà tất cả những người thân, những người bạn bè của mình dường như chưa bao giờ nghe mình hát. Đó chính là những ca khúc rất là da diết của danh ca Trường Vũ. Nhưng rất ít ai biết được chính những ca khúc này, chính cái dòng nhạc này đã cho mình cảm nhận về âm nhạc, đã cho mình có niềm đam mê từ khi mình còn rất nhỏ. Chỉ có điều là chưa có điều kiện để thể hiện những ca khúc này thôi. Và có một điều mong muốn rằng đây cũng chính là cuộc thi để mình có được cơ hội khám phá chính bản thân mình, có cơ hội được giao lưu gặp gỡ rất nhiều các bạn thí sinh đến từ mọi miền của Tổ quốc, và cũng là cơ hội để một lần nữa mình có thể bước lên những sân khấu lớn hơn. Rất là mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Việt Quân cũng như tất cả các thí sinh tham gia chương trình này.
mừng Việt Quân đã hoàn thành phần thi của mình. Ý kiến của các vị giám khảo thế nào về tiết mục này ạ? Mời chị Minh Tuyết. Nếu mà nói Quân hát bài này không hay thì không đúng. Quân hát rất ngọt ngào, rất là đầy đặn, rất là mượt mà. Nhưng khổ nổi, anh Trường Vũ lại không hát kiểu mượt mà. Anh Trường Vũ hát gần như tự xử từng câu từng chữ. Đôi lúc ảnh có những cái chữ ảnh ngắt ra. Ví dụ như là thôi em hãy về đi, rồi cái ảnh ngắt. Còn gì cho nhau, tôi sẽ lại vào. Còn bạn hát là thôi em hãy ra ta, còn gì cho nhau. Bạn hát nó mượt mà. Gọi là hát đều. Nó đều, nó không giống một cái chút xíu đặc trưng nào của anh Trường Vũ cả. Và cái chữ này nữa, đừng gặp gỡ gì đó. Bạn nhắc cho Minh Tuyết câu đó. Đừng gặp gỡ nhau chi. Anh Trường Vũ không bao giờ luyến chữ gỡ như vậy. Anh Trường Vũ là đừng gặp gỡ, là anh nứt như vậy. Đừng anh không bao giờ luyến chữ nhau chi. Anh Trường Vũ không bao giờ luyến nốt nhiều như vậy. Anh Trường Vũ là nứt hoặc là nghẹn. Cho nên nếu mà đối với Tuyết, bạn hát trọn vẹn bài, bạn hát ngọt ngào, bạn hát mượt mà, nhưng bạn không hát giống thần tượng. Bạn biết không, ví dụ như trong bolero nó có nhiều cái phong cách hát. Ví dụ như cùng cái câu đó là có một số ca sĩ hát là gặp gỡ nhau chi. Đấy, nhau là hai nốt. Còn Trường Vũ sẽ là gặp gỡ nhau chi. Chính xác. Nhau chi. Một nốt. Trường Vũ lúc nào cũng hát một nốt đơn. Thẳng, 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 không bao giờ cong. Xin lỗi, bây giờ bạn có thể hát vài câu lại bài này đi. Thì Tuyết sẽ nói ra cái chỗ nào bạn sửa một chút xíu là bạn sẽ giống anh Vũ. Đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ là. Vẫn phải nhắc tắt nữa. Tắt ra, tắt nó ra. Tắt đừng nó ra. Gặp gỡ đừng nhau gặp chi. Đừng gặp gỡ nhau chi. Phải nhắc nó ra nữa. Cho nó tình lỡ là. Nhắc. Tại Tuyết không bắt chước được. Mà Tuyết hiểu được cái cách của anh Vũ hát. Đừng gặp gỡ nhau chi. Nhau chi mà hai nhịp liền là sai. Đừng gặp gỡ nhau chi. Nhau chi. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Vẫn là những lời nhắc nhở dành cho bạn. Bây giờ mình đến với cái vòng thi tiếp theo thì cái thời gian không còn nhiều nữa. Thôi thì mình trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này, mình cố mình tư duy về những điều mà các vị giám khảo nhận xét, để một lát nữa mình làm một cách tốt nhất cho phần thi vòng 3 nha. Cố gắng lên nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn, Tâm sự người tài xế, do giọng ca Ngọc Khang thể hiện. Mình tên thật là Trần Văn Công, nghệ danh là Ngọc Khang, quê hương đến từ Bình Định. Mình là một ca sĩ tự do. Sau này quá trình vào thành phố Hồ Chí Minh học, có cơ duyên đã gặp được thầy Ngọc Sơn. Và thầy Ngọc Sơn đã nhận đào tạo, chỉ bảo và dìu dắt thêm trên con đường ca hát của mình. Và Ngọc Khang cũng đã may mắn là Khang được thầy thu âm chung và thầy cùng quay chung với Ngọc Khang một cái MV. Nói chung là MV này Ngọc Khang là để đời trên YouTube. Thầy rất là thương học trò. Ngày xưa là thần tượng thầy, với vậy mình nghe nhạc của thầy nhiều quá, nó nhiễm cái giọng. Bởi vậy nhiều lúc cái dây thanh quản mình hát ra tất cả những bài hát nào của người ta cũng nói là hơi giống thầy Ngọc Sơn. Nhưng mà cái bài Tâm sự người tài xế này thì Ngọc Khang cũng rất là thích. Thì bản thân Ngọc Khang là người miền Trung, Bình Định. Thì cái giọng của người Bình Định thì rất là cứng. Một điều một cái là Ngọc Khang là người Bình Định mà hát giống thầy Ngọc Sơn thì ai cũng bất ngờ cả. Nhưng mà rất là may mắn là được thầy Ngọc Sơn chỉ bảo, và Ngọc Khang cũng càng ngày dần dần càng hoàn thiện bản thân hơn. Và Ngọc Khang cũng xin cảm ơn đến thầy Ngọc Sơn và cảm ơn chương trình Ca sĩ thần tượng đã tạo điều kiện cho Ngọc Khang được gặp gỡ và được khán giả khắp nơi biết nhiều hơn. Ngọc Khang sẽ cố gắng làm tốt cái nhiệm vụ của mình trong cái những tiết mục sắp tới. Anh lên vùng ngược đón chị về miền xuôi, đây đồng bằng xanh tươi, kia trường sơn nhất trời, xuống Hồng Lĩnh dễ tà ngọc ngà nước bia sông La. Wow.
em xinh tươi cao bằng anh bạn hiền Trà Vinh. Đi Đồ Sơn thân yêu, về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi Thành bóng hình ôm trọn vào tim. Khác quá ai ơi, giống giống quá. Sẽ tôi bon bon trên khắp phố phường, qua bao nhiêu nẻo đường là bấy nhiêu tình thương. Nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh giành đường và cũng không xem thường tai nạn hiểm. Đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh giành đường và cũng không xem thường tai nạn hiểm nguy. Sớm khuya, khuya sớm đi về, mấy ai hiểu tâm sự của người tài xế. Yêu xe như chính bản thân mình, tôi luôn chấp hành điều luật giao thông. Vâng, và đây là Ngọc Khang, đệ tử của anh Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, Ngọc trời Sơn ơi, như là một cái khuôn đúc ra vậy đó trời. Trời ơi, chỉ có cái điều gì là đây? Hơi ốm thôi, anh Sơn thỉnh đô hơn vậy thôi. Mà ở riêng em không phải những cái đặc trưng đó giống nữa, mà chị khẳng định cái âm sắc vọt giọng của em cũng giống, cái độ vang, cách phát âm, tất cả đều giống. Còn về cái nhún nhảy chị không nói ngay, tại vì hình thể của mình nó không được giống lắm. Cho nên là bây giờ cái chất giọng của em, cái cách hát của em nó thuyết phục chị không nhìn tới hình thể luôn. Giỏi, hay. Dạ. Cảm ơn những lời khen tặng của giám khảo Cẩm Ly. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lúc mà nghe em hát á là anh ghi ở đây nè, ra sân khấu là ăn tiền. Tức là đèn vừa lên mà vừa vào hát á là đã ăn tiền, bởi vừa giọng hát và vừa cái hình thể, cái động tác của em nữa. Đó, và anh ghi là những cái nhún nhảy rất là hồn nhiên này, nhún nhảy và tung tăng giống như trong tâm hồn á, nó có một sự hứng khởi nào đó đó. Và đặc biệt là đoạn cuối á, là em đánh knock out anh, bởi vì á, là em chuyển mic. Bởi vì anh Ngọc Sơn á, ảnh rất là thích chuyển mic, chuyển từ tay nọ qua tay kia, tức là chuyển đổi liên tục để làm gì, tay bên này đưa mỏi rồi hay sao á, thì ảnh sẽ đổi tay bên này. Thì em hình như em chỉ chuyển mic một lần thôi, đúng không? Một lần, nhưng mà một lần đúng là nó làm là đúng là knock out luôn. Còn về giọng hát thì nó quá âm vang, thực sự là nó rất là đã, nghe sướng lắm. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã dành những lời khen cho bạn Khang. Sao anh Trấn Thành, giám khảo Trấn Thành, anh có gì nhắn nhủ không? Không ạ? Thật sự ra tôi muốn nhắn nhủ cho tất cả những người tham gia chương trình này. Dạ. Thật sự ra bạn này là một trong những cái người mà đạt đúng cái tiêu chí nhất của cái chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này. Đó là không những ngoài giọng hát mà hóa thân luôn nhân vật. Có nghĩa là người ta nhắm con mắt lại, người ta nghe, hay người ta mở con mắt ra người ta coi, người ta cũng cảm nhận là cái nhân vật thần tượng nó đang nhập vô cái con người này mà biểu diễn. Thì đó mới là tiêu chí đúng của chương trình. Mà cái buồn cười ở chỗ là thế này, bạn hát rất nghiêm túc, bạn hát rất đàng hoàng mà người ta mắc cười dễ sợ luôn. Người ta giống quá, bạn thấy không? Hát mà người ta phải cười thì cái đó mới thành công. Bạn
tính đến thời điểm này là thí sinh mà tôi ấn tượng nhất. Cảm ơn Trấn Thành. Và nhân đây thì chắc là cũng xin được bày tỏ một chút cái cảm xúc với lại anh Ngọc Sơn á. Bởi vì anh thì được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Sến. Và đúng là không dễ gì để mà có thể lấy được một cái mỹ từ như vậy. Không hề đơn giản. Và những cái bài mà nó vẫn còn nhớ như là Tình Cha Lòng Mẹ ha. Những cái bài mà có thể lấy nước mắt được người ta rất nhiều. Rồi đến những cái bài dễ thương như là Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Và thậm chí là những cái ca khúc mà nó gắn liền với đời sống người dân lao động. Và tiêu biểu là bài này, bài về cái đời của những anh tài xế. Và anh cũng tặng em một câu thơ mà anh nhớ, đó là ung dung buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thánh gió lùa, cay mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như rơi, như ùa vào buồng lái. Tức là em rất là ok là em đã ung dung buồng lái ta ngồi và nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Yeah. Đó là điều làm nên thành công của em. Dạ. Thánh ơn. Thơ. Thánh thơ. Thánh thơ. Chương trình của chúng ta nhiều thánh quá. Thánh chiêu. Thánh chiêu. Thánh thơ. Thánh thơ. Thánh quen. Thánh quen. Có bà Tư là chưa có thánh gì thôi. Thánh để soi. Từ từ. Đã là thánh. Thánh soi anh. Tôi có một câu chuyện ngắn tôi kể các bạn nghe về kỷ niệm của Trấn Thành với anh Ngọc Sơn, rất là buồn cười ha. Thì có một lần anh Sơn đi diễn châu Âu, có một con bé nó chạy ra. Photo. Can I have a photo? Nói tiếng Anh. Thì cái mặt bé cũng lai lai. Cái ảnh ok. So, photo. You know I'm the Vietnamese Ngọc Sơn. Ok. You know very anh nói tiếng Anh. Anh Sơn nói tiếng Anh rất giỏi. Anh nói xong cái con bé cái anh tưởng nó là người Đức. Tại bên châu Âu mà anh ok. Ông nói tiếng Đức luôn. Cái tôi ngạc nhiên. Con bé nó cũng cái anh số có gì mà ni số chẳng có gì mà ông nói tiếng Tàu luôn. Cái gì dữ vậy mà ông nói. Con bé nó cũng anh Sơn sao anh không nói tiếng Việt. Tiếng gì ông không biết, mặn nhỏ người Việt. Ông đi vô cái nhà hàng rồi người ta nói là người ta ăn gì đó có nhiều chanh quá nó chua. Cái bà Hồng Dân kêu trời bây giờ ăn cái gì nó cũng cho chanh vô nó chua quá không biết làm sao. Cái nó, ok để tôi nói cho đó là kêu là ta đừng bỏ chanh á, đừng bỏ chanh nữa. Lát thằng bò nó bưng ra một cái tô canh chanh. Tôi không biết ông nói cái gì mà nó bưng ra một cái tô canh chanh. Trời ơi. Như vậy phải trách cái người kia là không biết tiếng Anh. Ai mà biết. Nói chung là anh Ngọc Sơn đi với ảnh 1000 chuyến là 1000 sự tích. Có thời gian tôi kể bạn nghe thêm. Cả một kho tài. Cả một kho tài nói chuyện. Anh Sơn kìa. Alo anh Sơn. Anh Sơn kìa. Anh Ba ơi, Trấn Thành nói xấu anh là anh không có giỏi ngoại ngữ. Trên sóng luôn em. Alo, em Vũ, không có nói xạo. Có người trả thù nha anh. Dạ, đúng rồi đó nha anh. Dạ, thông tin em đưa là chính xác. Đó, bây giờ giám khảo trả thù trời lẫn ơi, nhau. Bây giờ mình năm qua rồi chém đi. Lại kia nữa. Có hai bà chị tôi ngồi chính giữa là hiền lành như hai bà tiên vậy thôi. Đúng rồi. Bạn thấy chưa? Chỉ một tiết mục của bạn thôi mà làm giám khảo chúng tôi bấn loạn ở trơn tội đó. Sự banh chương trình nhẹ nhẹ đó. Bây giờ vào trong chuẩn bị tập trung cho tiết mục sau nha. Dạ. Dạ vâng. Chúc bạn tiếp tục thành công. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua vòng biến hóa với 4 bài hát rất là hay và đã mang lại cho chúng ta thật nhiều cảm xúc, đặc biệt là với các bạn Khang vừa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với vòng thi Hòa Thanh. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, em người nơi xứ lạ. Cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời, thương tiếc cho nhau
hai tâm hồn thơ dại, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoán dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè. Chúng ta vừa được nghe ca khúc Chỉ Có Bạn Bè Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng do thí sinh Võ Duy, thí sinh Trùng Vương thể hiện. Xin mời Trấn Thành. Thật sự ra phần này thì bạn Võ Duy có vẻ là tốt hơn so với chính bản thân bạn rất nhiều. Thật ra bạn là người có nghiên cứu đấy. Bạn diễn cái mặt bạn giống anh Trường Vũ lắm luôn. Cái thái độ ngơ ngác rồi đau khổ ngước nhìn lên, ừ nó vậy đó. Cái kiểu đó dễ thương lắm. Chỉ hơi tiếc cái là cái giọng của bạn, bạn không thay đổi được cái cách hát của mình. Chắc là một sớm một chiều mình chưa có quen á, tại vì bạn vẫn còn cái sự nhựa nhiều quá. Cái nhựa của anh Vũ nó rất là thẳng, nhựa vài nốt rồi nó thẳng băng à, còn bạn vẫn bị cái âm vòm nhiều, thành thử ra là nó vẫn chưa có ra được, thật sự là chưa ra. Nhưng mà riêng bạn Trùng Vương thì cái vòng này hình như lại không bằng cái vòng trước. Có lẽ là do cái bài này anh Ngọc Sơn chưa có hát qua, đúng không? Thành thử ra là bạn cũng không thể mường tượng được là nếu anh Sơn hát bài này sẽ hát như thế nào. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng là nếu như mà bạn yêu một người nào đó để mình có thể hóa thân thành họ, bạn phải nắm được luôn cái cách họ xử lý một bài hát. Chứ không phải đơn giản chỉ là mình nghe một bài nào đó nghe rồi mình sao chép lại. Nếu cái bài này đưa cho họ, họ sẽ xử lý ra làm sao? Để mình tưởng tượng ra dù là họ không hát cái bài đó mình vẫn có thể hát được. Nên bài này có lẽ là chưa có thuận lợi lắm cho Trùng Vương. À đúng là như cái cảm nhận của Ly thì vòng này Duy tốt hơn. Nhưng mà đúng là Duy vẫn còn cái âm mô nhiều quá, cho nên cái hơi mình nó bị tù vào trong. Và khi những cái từ mình hát á, mình ngắt nó sớm nhưng cái lời nó không có rõ. Nhưng mà so với cái vòng trước thì đã thấy sự khác biệt qua từng vòng là cái sự tiến bộ của Duy rồi. Còn Vương hát cái vòng 3 này nó không bằng ở vòng 2. Cái vòng 2 thì cái đặc trưng của anh Sơn nó rõ nét hơn, đặc biệt là ở những cái câu mà quảng cao làm rất rất là tốt luôn. Thì trong cái vòng này nó có đó, nhưng mà nó không có đã bằng cái vòng 2. Cái vòng 2 chắc có lẽ là một mình hát á,
mình thoải mái hơn khi cái bài đó mình quen thuộc nữa, mình có thể thoải mái để mình thể hiện. Nhưng mà dẫu sao cũng chúc mừng hai người đã hoàn thành trong tiết mục của mình. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Chúc mừng. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Châu Kỳ, thơ của Hồ Đình Phương, Con đường xưa em đi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ lắng nghe lại ca khúc này với phần trình bày của đôi song ca Việt Quân và Ngọc Khang. Đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay thề. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vu quy vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Con nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vời một người xa cuối trời. Cành dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với anh. Cành dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với anh. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với. Ngọc Khang và Việt Quân.
Ông Khang không vui quá à. Sao vậy anh Thành? Cái đoạn đó nó quá có duyên luôn. Cái giọt vớt bèo đó. Vớt bèo nhẹ nhẹ. Thật sự quá thú vị. Vui, thiệt là vui luôn. Tôi nhìn bạn hoài. Bạn là cái người có cái sự tưởng tượng rất là tốt. Bạn feel cái điều mà cái ngôi sao thần tượng của bạn đang feel. Tại vì cái bạn kia bạn làm không được cái điều bạn vừa làm. Đó là anh Ngọc Sơn hát bài này đâu có thường đâu. Lâu lâu coi như là hên xui khán giả lâu lâu yêu cầu anh hát thì em mới hát, chứ anh không bao giờ anh thu âm chính thức cái bài này cả. Nhưng mà bạn hát vẫn rất tốt. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thích những cái câu mà những cái âm cuối của em á. Ví dụ như là Huy Hoàng. Anh thích chữ Hoàng phía sau. Rồi chính Ngà, chữ Ngà phía sau á. Cái âm nó vang ra và nó rất là chính xác và giống anh Ngọc Sơn rất là nhiều. Anh cũng khen em ở cái phần mà em đưa đẩy cảm xúc á. Trong cái phần dựng bài của giám đốc âm nhạc cũng rất là có sự tính toán. Cho em ra trước rồi sau đó mới cho bạn Quân ra sau. Đó, để em ghi điểm trước để mình chiếm lĩnh sân khấu, để cho nó định hình trước, để tạo một cái cơ sở, cái cảm xúc cho bạn Quân đi ra. Đó, thì em ra xong rồi thì trong khi đợi bạn hát thì em vẫn nuôi cảm xúc và em cũng lắc lư và đong đưa một chút. Bắt đầu nhịp tay, bắt đầu để bắt vào cái câu hát tiếp theo. Thì anh rất là thích, tức là mặc dù em không hát, bạn Quân đang hát nhưng mà anh cũng vẫn theo dõi hai người. Xem cái diễn biến sân khấu, diễn biến cảm xúc và cái thái độ của từng người nó có bị dứt ra hay không, hay là đang chờ đợi đúng cái câu mình thì giật mình vào thì không. Còn sang cái phần của Quân á thì em có phần thiệt thòi hơn một chút xíu, bởi vì người bạn của mình là cả thần sắc và cả giọng hát á, nói chung là chiếm trọn cái spotlight. Tuy nhiên là anh vẫn thấy em với bạn vẫn có sự hòa quyện với nhau trong cái bài hát này. Nếu tính về cái phần trình diễn của bài hát á thì anh vẫn rất thích. Thế hai bạn nó vẫn đảm bảo cái phần tiết tấu, cái phần tình cảm về phần nghe cũng như về phần nhìn và cái cảm xúc mà hai em nuôi được trong cái lòng khán giả. Chắc có lẽ là tại vì cái thân với anh Vũ quá cho nên có vẻ hơi khắt khe. Hồi nãy Tuyết đã cố gắng nhắm mắt mình lại để mà nghe giọng hát thôi, không nhìn, để mà tìm được một cái điểm giống với anh Trường Vũ. Nhưng Tuyết vẫn không tìm ra được một cái điểm nào giống. Đối với bản thân riêng một mình Tuyết thì Tuyết thấy bạn có thể nói là gần như là 70% không giống anh Trường Vũ luôn. Là đối với riêng bản thân Tuyết. Rồi cũng giống như anh Nam nói là bạn lại hát chung với lại Khang. Lại là một người phải nói như thế nào. Bây giờ chị đang suy nghĩ thế này nè Khang. Chị đang lo âu cho em. Bởi vì chị không biết là vào những vòng trong nữa, vì em hát quá giống anh Sơn, khi em bắt đầu thể hiện riêng phong cách của mình, liệu em có thoát ra khỏi anh Ngọc Sơn như bây giờ em đã là anh Ngọc Sơn trong giây phút này đây đối với chị? Đó cũng có thể xem như là một lời khen tặng từ giám khảo Minh Tuyết. Nãy giờ là khen Khang nhiều quá, thì đây là nói để rút kinh nghiệm. Em còn bị một cái nữa, em có biết cái gì không? Cái nhịp của em. À, đấy, cái nhịp của em vào nó bị trễ. Chị chỉ nhắc nhở em đã có được những cái rất là giống. Nhưng coi chừng bị mọi người nói cái vụ phong cách của anh Sơn. Anh Sơn có nhiều lắm, cái pha phong cách của anh rất là nhiều. Đôi khi coi chừng chính vì mình muốn quá giống, coi chừng mình bị, chỉ dùng một từ nữa là lạm dụng. Tức là em tập trung vào đó, em sẽ bị sơ sẩy những cái điều khác. Nếu em được vào vòng trong thì với tiêu chí chị vẫn phải soi những điểm đó để mà tính điểm. Tại vì mình phải công tâm đối với tất cả các thí sinh khác. Mình thương, mình yêu, nhưng mà cuộc thi là nó phải ra cuộc thi. Dạ, với lại okay. Bởi vì khi mà mình vào vòng trong á, thì các thí sinh khác cũng đều giỏi như nhau. Đúng. Các thí sinh kia cũng đều rất giống với thần tượng của họ. Cho nên là gọi là ngang tài, ngang sức. Lúc đó thì giám khảo sẽ phải soi tới những cái lỗi xung quanh để mà chấm điểm cho các bạn thí sinh. Cần phải lưu ý điều này. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ đã đến giây phút quan trọng đây. Giám khảo sẽ bắt đầu cân nhắc điểm số cũng như là sự lựa chọn của mình dành cho thí sinh nào trong đêm nay. Chúng ta hãy dành cho họ ít phút nha. Các thí sinh của chúng ta đã quay trở lại sân khấu. Hãy dành cho họ những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nha. Xin được giới thiệu đầu tiên là Ngọc Khang, Việt Quân, Trung Vương và cuối cùng Võ Duy. Hôm nay họ đã mang đến cho đêm nhạc chúng ta những bài hát bolero, những bài hát trữ tình rất là hay. Những phần nhận xét đánh giá của ban giám khảo đã dành cho các bạn rồi. Nhưng mà không biết thì đêm nay giám khảo sẽ chọn ai để đi tiếp vào vòng trong. Xin mời ban giám khảo, ai sẽ là người đại diện ban giám khảo đưa ra ý kiến của mình ạ? Xin chào các bạn, ngày hôm nay Thành sẽ đại diện cho ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định dành cho những người đi tiếp vào vòng trong. Trước tiên là cảm ơn bốn chàng trai khôi ngô tuấn tú
đã đến với chương trình. Thật sự ra không biết ai vào vòng trong, ai ở lại, nhưng mà trước tiên là Thành phải nói với các bạn một điều để các bạn tự tin được rằng là nếu không phải là một cuộc thi để hát giống thần tượng thì chính các bạn đều là những người hát rất là hay dòng nhạc bolero này. Vì tính chất của cuộc thi nên chúng tôi phải lựa chọn những người có tiêu chí đạt với những cái điều mà chúng tôi đưa ra là giống về phong cách, cách xử lý âm nhạc, âm sắc, cũng như là cái thái độ khi biểu diễn của cái người ca sĩ đó. Mình phân tích từng người hen. Về số 3, số 4 là người biểu diễn giống anh Trường Vũ. Như các bạn đã biết là tất cả những cái khuyết điểm, những cái sự thiếu sót thì chúng tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Thật sự ra thì hai anh chỉ cần về nghe nhiều hơn, để ý nhiều hơn, mình sẽ thấy được những cái sự khác biệt. Mà đôi khi thế này nè, cái việc mình bắt chước một người đôi khi là được, mà không được là không được. Đôi khi nó là như vậy nữa, chứ không phải là mình nghe nhiều mà mình có thể làm được đâu. Đôi khi nghe nhiều, hiểu là nó vậy đó, nhưng mà làm lại là không được. Thành thử ra đôi khi nó chỉ là một cái gì đó thuộc về năng khiếu, hay là một cái gọi là một cái kỹ năng riêng của mình thôi. Vì vậy cho nên hai anh cần thời gian để có thể hoàn thiện hơn. Nếu như muốn hát giống Trường Vũ, về hai nhân vật, về Ngọc Sơn, thì bạn Khang hôm nay là làm mọi người ngạc nhiên quá rồi. Tôi chỉ muốn bạn là bạn hoàn thiện bản thân mình. Đã làm thì phải làm cho đụng nóc, để đừng có va vấp những cái lỗi nhỏ nhỏ nó không đáng có, để làm hư phần trình diễn của mình. Và quan trọng đừng chủ quan. Còn bạn còn lại, bạn Trùng Vương, bạn là một người hát giống Ngọc Sơn tùy bài, có nghĩa là có bài giống, bài không giống. Vấn đề của bạn là sao chép lại tiếng hát và phong cách. Nhưng mà bạn quên là làm điều mà Khang đang làm á, là gì biết không? Là dùng cái tư duy của anh Ngọc Sơn và cái con người của anh Sơn, tưởng tượng mình là ảnh để hát một bài hát. Cái đó mới là cái cảnh giới cao nhất. Thì ở đây ngày hôm nay chúng tôi xin được lựa chọn người sẽ vào vòng tiếp theo. Người đàn ông mặc vest trắng, nhưng chỉ một người đàn ông mặc vest trắng mà trắng toàn phần mới được vào thôi. Chúng tôi chỉ lựa chọn một thí sinh, đó là bạn Khang. Cảm ơn ba bạn còn lại. Xin chúc mừng Ngọc Khang. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là đêm nay chúng ta đã chọn được một thí sinh, đó là Ngọc Khang, để đi tiếp vào vòng trong của chương trình Ca sĩ thần tượng. Xin cảm ơn tất cả các thí sinh đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, chương trình Ca sĩ thần tượng đêm nay đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony, hay trên Google Play và App Store. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Xin chúc mừng thí sinh Ngọc Khang đã giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng sau. Hãy chờ đợi tập tiếp theo, ca sĩ thần tượng nào sẽ được hé lộ và màn hóa thân nào sẽ thành công trên sân khấu. Của tôi biệt danh anh ba kia, sông nơi ruộng đồng quê hương có những sông. Vô vòng trong, ban tổ chức sẽ mua tóc giả. Sẽ có những người làm tóc chuyên ngành để hỗ trợ cho tụi em yên tâm nha. Ví dụ như các bạn này giờ mắc một mí làm sao cho to được? Trời ơi, dễ mí lắm. Thắc mắc liền tại chỗ luôn. Cắt em liền hỏi chị hả? Chị cho. Minh Tuyết chỉ cần đẩy hai cái mí giả vô là mắt em trợn trắng tới sáng mai luôn. Không nhắm lại được luôn đúng không? Đón xem tập 6 chương trình Ca sĩ thần tượng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.